Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuỗi xây dựng dòng tiền thu nhập thụ động. Thì hôm nay ở phần thứ tư, tôi muốn chia sẻ đến quý vị thương vụ lãi hơn 150 tỷ đô la của tỷ phú Warren Buffett. Có thể nói đây là một thương vụ đầu tư kinh điển bậc nhất trong giới tài chính từ xưa đến nay. Với lợi nhuận lên đến 150 tỷ đô la trong vòng trung bình khoảng 7 năm qua. Thì thương vụ này vì sao lại mang lại cái lợi nhuận cao như thế Nó diễn biến như thế nào Và bài học rút ra của chúng ta là gì Thì Azefin sẽ chia sẻ đến quý vị Trước khi đến với nội dung Thì tôi cũng muốn trao đổi lại với quý vị Cái chuỗi này nhằm đưa ra Để hỗ trợ giúp cho các nhà đầu tư Có thêm được những cái kiến thức Những cái kinh nghiệm Để có thể xây dựng một cái nguồn thu nhập thu động Từ thị trường chứng khoán trong 5 năm, 10 năm, 15 năm Để đạt được các cái mục tiêu Tài chính trong cuộc đời của chúng ta và các cái bài học từ những huyền thoại đầu tư là những bài học vô cùng quý giá để quý vị có thể học hỏi và áp dụng vào trong việc đầu tư. Thì Azfin rất hân hạnh mang đến tới quý vị. Và quý vị hãy chia sẻ những cái nội dung này đến với những người thân, những người quan tâm đến việc đầu tư giá trị, xây dựng dòng tiền từ thị trường chứng khoán. Trước tiên chúng ta hãy nhìn vào đây chính là biểu đồ giá của cổ phiếu Apple từ năm 2015 đến nay thì uh, tập đoàn Berkshire Hathaway của Warren Buffett mua vào từ năm 2016 đến đầu năm 2018. thì uh, chúng ta có thể nhìn thấy đây giá mua điều chỉnh thì tương đương với tương đương với từ khoảng 25 đô đến gần 50 đô trên một cổ phiếu. đây là giá điều chỉnh nhé. còn lúc đó giá cao hơn rất nhiều. bởi vì Apple sau đó một thời gian thì họ chia cổ phiếu. đó. đây là giá điều chỉnh thì họ mua từ 25 đô đến khoảng 45 đô. Và giá cổ phiếu Apple hiện nay là 236 đô la. Tức là nếu mà cái vùng mua ban đầu của Warren Buffett năm 2016 ấy. Đến nay thì nó tăng sắp xỉ 9,5 lần. Đó. Còn cái vùng mua cao nhất. Thì cũng gấp hơn 5 lần. Anh chị nhé. Phải nói là một thương vụ đầu tư rất kinh điển. Rất lớn. À, lớn kinh điển ở đây còn ở chỗ là cái quy mô mua. Cụ thể cái quá trình đầu tư cổ phiếu Apple như thế nào. Thì trước tiên là. Berkshire đã bắt đầu mua 9,8 triệu cổ phiếu Apple vào năm 2016. Thưa mấy anh chị, 9,8 thì nó tương đương với khoảng độ gần 40 triệu bây giờ. Tức là Apple đã có một đợt chia cổ phiếu rất nhiều. Các anh chị nhé, vào 2016. Do Tut, Com và Ted Westner là những gọi là giám đốc đầu tư lão luyện của tập đoàn Berkshire Hathaway. Và thương vụ này không xuất phát từ cái việc Warren Buffett hay là Charlie Munger đưa ra để mua. Mà là xuất phát từ hai ông này. Thì đến năm 2017 khi Warren Buffett nghiên cứu kỹ và nhận thấy rằng Apple rất hấp dẫn nên ông ấy quyết định gọi là đẩy mạnh cái mua cổ phiếu Apple này và đến năm 2018 đã sở hữu 5% cổ phiếu Apple với vốn đầu tư khoảng 36 tỷ đô la. Thì tương đương với cái giai đoạn này đó, giá vốn thưa anh chị, trung bình mỗi cổ phiếu nó đâu đó đâu đó chỉ khoảng quanh 30 đô la thôi quanh 30 đô la và bây giờ là 235 đô la, tức là gấp 7,5 lần. Chỉ trong vòng trung bình là 6 7 năm. Phải nói là khủng khiếp. Và lưu lưu ý quý vị là bỏ 36 tỷ đô la vào mua nha, chứ không phải đơn giản. Cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay là Vietcombank mới được 20 tỷ đô la rồi. Đó thì quy mô bỏ rất lớn như vậy. Đến năm 2024, tổng giá trị Apple, cổ phiếu Apple mà Berkshire Hathaway sở hữu lên đến hơn 160 tỷ đô la. À, lúc hơn 160 tỷ đô la. Thì quý 2 năm 2024, tỷ phú Warren Buffett đã bán đỡ 389 triệu cổ phiếu Apple thu về khoảng 88 tỷ đô la. Tức là giá vốn đầu tư có 36 mà ông bán đi gần một nửa đã thu 88 tỷ đô la. Còn chưa kể cái dòng cổ tức ông nhận được từ năm 2016 đến năm 2024. Anh chị nhá. Còn lượng lắm giữ cổ phiếu còn lại khoảng sắp xỉ 400 triệu cổ phiếu tương ứng với giá ngày 22 tháng 10 năm 2024. 200 sắp xỉ 235 đô. Đó là 94,4 tỷ đô la còn lại trong danh mục của ông ấy. Và với một cái danh mục đầu tư tổng là 400 tỷ đô la thì đã có lúc Apple chiếm tới 43-45% tổng danh mục đầu tư của tỷ phú Warren Buffett. Sở dĩ nó lớn như thế là nhờ nó tăng giá rất mạnh. Chuyện trước đây khi mua 2016, 17, 18 thì Apple chỉ chiếm hơn 10% danh mục mà thôi, nhưng mà nhờ nó tăng giá rất mạnh như vậy Đúng không ạ? Và tính đến ngày 22 tháng 10 năm 2024, bức xài Hathaway của Warren Buffett đã lãi khoảng 150 tỷ đô la, kể cả cổ tức. Thì anh chị cứ tính 88 tỷ đô la cộng với 94,24 tỷ đô la, tức là tương đương với 182,4 tỷ đô la rồi. Còn chưa kể cái dòng cổ tức ông nhận từ năm 2016 đến nay, ít nhất cũng phải vài tỷ đô la nữa. Thì trừ đi giá vốn 36 tỷ đô la thì ông nợ lợi nhuận 150 tỷ đô la. Phải nói là một cái thương vụ kinh điển và khủng khiếp trong một thời gian rất ngắn lãi đến 150 tỷ đô la quý vị hãy lưu ý là điều này như vậy được chưa vậy thì đâu là lý do tỷ phú Warren Buffett đầu tư vào cổ phiếu Apple và có hiệu quả cao như vậy thứ nhất là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này sau một cái thời gian trứng nó đã tăng trưởng trở lại thì năm 2016 thì kết quả kinh doanh của nó giảm so với 2014-15 nhưng mà bắt đầu có cái động lực trở lại rồi và quý vị nhìn thấy ở đây doanh thu tăng 2016 là 215,6 tỷ 2017 là 229, 2018 là 265. Thì đây cũng chính là ba cái năm mà tỷ phú ấy mua. Và lợi nhuận là 45,6 tỷ rồi 48,3 rồi 59 tỷ đô la. Đó thì ông theo dõi, ông ấy mua. Thứ nhất là kết quả kinh doanh có sự tăng trưởng. Có sự tăng trưởng tốt, có sự tăng trưởng tốt. Và tiếp theo ở đây là một cái điều thú vị, cái động lực tăng trưởng nó đến từ đâu? Thì ở đây chúng tôi chia sẻ với quý vị cái này thì trong báo cáo tài chính trước năm 2018 thì nó ông ấy không ghi rõ. Nhưng mà sau 2018 thì Apple họ ghi rất rõ. Thì ở đây cái doanh số của Apple, chúng ta nhìn từ 2018 đến 2020 nhé. Thì chúng ta nhìn thấy cái sản phẩm, sản phẩm đây là gì? iPhone, MacBook và các cái sản phẩm hữu hình. Thì chúng ta thấy doanh thu về cơ bản đi ngang, đúng không? 226 tỷ, 214 tỷ và 220 tỷ, thậm chí giảm nhẹ. Nhưng cái câu chuyện hay là cái service, cái dịch vụ này, nó tăng từ 39,7 tỷ lên 46 tỷ lên 54 tỷ. Rồi quý vị hãy nhìn tiếp theo những cái năm tiếp theo đây. Với kinh khủng tiếp, 2021 nó lên đến 68 tỷ đô la cái dịch vụ. Đúng không ạ? 2022 nó 78 tỷ đô la, 2023 là 85 tỷ đô la. Và cái điều hay ở đây là như này, thứ nhất là dịch vụ thì họ tăng rất là mạnh. Thứ hai nữa là giá vốn dịch vụ thì cực thấp. Nếu như 2018 Giá vốn dịch vụ có 15,5 tỷ đô Tức là lợi nhuận gộp của cái mảng này Nó là 24 tỷ đô Đúng không ạ? Thì năm sau giá vốn nó chỉ tăng 1,2 tỷ đô la thôi Nhưng doanh thu nó tăng bao nhiêu? Tới 6,5 tỷ đô này Đó tức là giá vốn nó tăng có một chút Nhưng doanh thu tăng rất mạnh mà giá vốn tăng có một chút Tương tự như thế năm 2020 Cái giá vốn của cái mảng dịch vụ này ấy, Thưa mấy anh chị nó chỉ tăng 1,5 tỷ đô Nhưng mà doanh thu đây Chúng ta tăng từ 46 lên tới 53,7 Tức là Tăng 7,5 tỷ đô mà Giá vốn tăng có 1,5 tỷ đô la Thưa anh chị ạ Đó nó rất khủng khiếp Điều này cho thấy cái mảng dịch vụ ấy Cái chi phí của nó rất thấp Và càng mở rộng Thì cái biên lợi nhuận nó càng mở rộng cao và chúng ta thấy đây, đến năm 2023, anh chị thấy đây, Ví dụ cái trường hợp này chúng ta lấy 39,7 trừ đi 15,6. Tức là 24,1 tỷ đô la lợi nhuận gộp đúng không? Chia doanh thu thì là khoảng hơn 60%. Đúng không? Hơn 60%, 62, 63%. Nhưng đến năm 2023 anh chị nhìn đây. Doanh thu của dịch vụ 85,2 tỷ đô nhưng mà giá vốn có 24,8 tỷ đô thôi. Anh chị thấy khủng khiếp chưa ạ? Thấy khủng khiếp chưa ạ? Đó và lợi nhuận gộp riêng cái mảng dịch vụ này Đó là hơn 60 tỷ đô rồi 60,4 tỷ đô Thì tức là lợi nhuận gộp Nó đã tăng lên tới 70% rồi Còn trong khi mảng hữu hình anh chị nhìn về xem Doanh thu 298 tỷ đô thì giá vốn nó tới 189 tỷ đô là Lợi nhuận gộp nó chỉ được hơn 33% Nhưng mà dịch vụ nó được hơn 70% đấy là thứ nhất có động lực mới để tăng trưởng đây này tăng trưởng kết quả kinh doanh đó là dịch vụ cái yếu tố thứ hai ấy, cực kỳ quan trọng ở đây là cái dịch vụ này ấy, nó là các anh chị nếu dùng apple ấy thì các anh chị có phải mua thêm icloud mua thêm dữ liệu mua thêm các thứ không thì dịch vụ chính là một phần trong những cái đó cái đó là một phần của dịch vụ đấy thì khi dịch vụ này bán được càng nhiều ấy thì nó sẽ gắn chặt khách hàng càng chặt chẽ với tập đoàn apple không thể rời bỏ được. Thế do đó là Apple mới có thể nâng cái giá bán của cái sản phẩm hữu hình này lên này. Thưa mấy anh chị, doanh thu năm 2018 là 225 tỷ đô và 2023 là 298 tỷ đô. 2020 là 220 tỷ đô đúng không? 2023 là 298 tỷ đô, tức là nó tăng khoảng độ 78 tỷ đô. Tăng khoảng 35% này. Việc tăng này ấy chủ yếu đến từ giá bán iPhone tăng sau mỗi lần nâng cấp và giá bán tăng người mua vẫn đổi vẫn dùng nó có nhiều lý do nhưng một trong những lý do đó là ông ấy sử dụng cái dịch vụ của Apple và ông không thể thoát khỏi cái hệ sinh thái được chưa ạ và từ đó khiến cho Apple ngày càng bền vững và mạnh mẽ hơn trong tương lai và khiến cho tỷ phú Warren Buffett cảm thấy càng ngày càng hạnh phúc với nó và mang lại được cái hiệu quả rất cao và thực tế cái này ông nghiên cứu từ năm 2015, 16, 17 rồi Ông ấy thấy nó bắt đầu xuất hiện rồi đó Và nó ngày càng nở rộng mạnh nha. Thì đấy là cái yếu tố đầu tiên Đúng không? Yếu tố thứ hai là cái hiệu quả kinh doanh của Apple đang ngày càng cao hơn Hiệu quả kinh doanh của Apple ngày càng cao hơn Anh chị nhé đó. Thì à, về cơ bản Cái vốn chủ sở hữu của Apple đây Thưa anh chị Nó là năm 2010, 16 nó là 134 tỷ, 2017 là 107 tỷ đô. Tức vốn chủ sở hữu nó ngày càng giảm. Nhưng mà chúng ta có thấy rằng là kết quả kinh doanh nó tăng không? Đây, các anh chị nhìn thấy ở trên. Tăng lên 45, 48 tỷ đô mà vốn chủ sở hữu giảm từ 134 xuống còn 100 tỷ đô. Là bởi vì, đó, cái ROE nó ngày càng cao. Và ROE 2016, 17, 18 lần lượt của Apple nó là 31, 34 và 51% trên vốn chủ sở hữu. Thưa anh chị, anh chị có 1 tỷ, anh chị đầu tư 1 năm được 5, 510 triệu không ạ? khoản gửi ngân hàng được 5 triệu, 50 triệu. Nhưng mà Apple này nó làm được 51%. Trong cái giai đoạn ấy 2016, 17, 18. Và nó làm trên cái quy mô vốn 100 tỷ đô đây này. 100 tỷ đô đây này, làm được 50 tỷ đô lợi nhuận trên vốn chủ, nó bá đạo chưa Làm gì ra có doanh nghiệp nào mạnh như thế. Ở Việt Nam FPT nổi tiếng là ROE cao được 30%. Đây nó 50%. Mà quy mô FPT vốn có bao nhiêu đâu? Quy mô vốn chủ sở hữu FPT được độ hơn tỷ đô tí, đằng này nó 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 là 100 tỷ đô. Kinh khủng ạ. Rồi tiếp theo. Cái lý do tiếp theo nữa, Warren wow, Buffett cực kỳ yêu thích. ROE cao chứ gì? Thì, thì nó mới trả được cổ tức tiền mặt nhiều. Tức là hiệu quả cao thì ông mới trả được nhiều mà ông vẫn tăng trưởng, thậm chí vốn chủ sở hữu giảm đây ở lợi nhuận vẫn tăng. Thế thì vì sao vốn chủ sở hữu giảm? Đó chính là công ty Apple này nó trả cổ tức bằng tiền mặt và mua lại cổ phiếu quỹ rất nhiều, tức là nó trả tiền ra rất nhiều. Đó, và người nắm giữ cổ phiếu được hưởng lợi chứ. Và cổ tức hàng năm và mua lại cổ phiếu quỹ của Apple không lâu từ 2016, 2018. Lần lượt là 42 tỷ đô của năm 2016 đây, 12 cộng với 30 là 42 được chưa ạ? 2017 là 12,7 cộng với 32,9 tức là 45, 67 tỷ đô thì đủ. đúng, Đúng hơn chứ không phải phải là. Rồi năm 2018 là 86,5 tỷ đô. Các anh chị thấy không? Lợi nhuận ở trên chúng ta thấy có 45, 48, 59 thêm mà đã trả trả cổ tức mới mua lại cổ phiếu quỹ 42 45,58 đúng không ạ? 80 mấy tỷ đô có kinh khủng ạ đó đây là những lý do và thực sự cái việc trả cổ tức nhiều này và mua cổ phiếu quỹ azfin tin rằng cũng có một bàn tay của Warren buffett tư vấn cho họ bởi vì với cái vị thế của apple những năm đó họ vay vốn có cái lãi suất chỉ phần trăm thôi một phần trăm nhưng roe họ một năm mươi phần trăm vậy thì họ lấy tiền họ trả cổ tức đi họ vay thêm một ít họ làm ăn kinh doanh quá có lợi rồi tiếp theo anh chị nhìn thấy ở đây đúng không đây, Robert nó cao, còn cao khủng khiếp sau này, còn cao nữa sau khi Warren Buffett dẫn thân sâu vào. Các chị nhìn thấy đây. Tổng vốn chủ sở hữu kết thúc năm 2000, 20, 21, 22, à 21, 22, 23 của Apple. Nó còn có 63 tỷ, rồi còn có 50, còn có 62 tỷ. Mà trong khi chúng ta nhìn về năm trước xem, năm 2016 là 134 tỷ, 2017 còn có 107, thì đến... Năm 2021 còn là 63 tỷ 2022 thậm chí còn là 50 tỷ đô 2023 còn có 62 tỷ đô Đấy là vốn chủ xíu đấy Nhưng lợi nhuận thì sao? Nó đã đạt 94,7 tỷ đô 99,8 tỷ đô Và 96,9 tỷ đô 97 tỷ đô Anh chị thấy kinh khủng không? Đây vốn chủ này Đặc biệt là năm 2022 Có 50,6 tỷ đô Mà làm ra 100 tỷ đô lợi nhuận này ROE bằng 195% đó, thì ROE 2021, 2022, 2023 lần lượt đạt từ 150 đến 195%. Tức là anh chị tưởng tượng như này, anh chị có đó, anh chị có 50 tỷ đô anh làm ra lợi nhuận một năm 100 tỷ đô. Anh chị có 50 tỷ anh chị làm ra một lợi, lợi nhuận một năm 100 tỷ. Anh chị có làm được không? Lấy đâu ra chúng ta gửi ngân hàng chỉ được 5% thôi, đầu tư không cẩn thận còn mất trắng. Thế mà nó làm ra kinh khủng như thế với quy mô hàng trăm tỷ đô này, nó khủng khiếp chưa ạ? Và chính vì cái hiệu quả rất cao như thế cộng thêm trả tiền mạnh như thế thành nhà anh chị nhìn thấy đây cổ tức lần lượt trả hàng năm từ 2021 đến 2023 cổ tức và mua lại cổ phiếu quỹ là khổng lồ với 2021 là 100 tỷ đô 2022 là 105 tỷ đô Và 2023 là 92,5 tỷ đô Một con gà đẻ trứng vàng cực kỳ nhiều Nó kinh khủng đến như thế cơ Anh chị nhé ạ Và lý do cuối cùng Nguồn Buffet phép mua đó là định giá cổ phiếu Apple Lúc ý rẻ quá anh chị ạ à. Và năm 2015 đây 16 đây 16 là chỗ này này Bắt đầu 16 chỗ này Thưa mấy anh chị định giá cổ phiếu Apple lúc đó PE có lúc về tới 9 lần, 8,5 lần đến 9 lần. Thưa anh chị là như thế. PE của Apple công ty số 1 thế giới, ROE cao khủng khiếp. Mà có lúc về PE bằng có 8,5 lần, 9 lần. Trong khi giai đoạn đó Vinamilk của chúng ta không tăng trưởng gọi cho tương đương với Apple đi. PE đã 20 lần và có lúc lên đến 30 lần. Mà Vinamilk là cái gì? Lợi nhuận được khoảng độ 400 triệu đô. Trong khi lợi nhuận lúc đấy đó của Apple nó cũng bốn mươi mấy tỷ đô rồi, tức là gấp hàng trăm lần. Mà công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Đúng không? Và rất rẻ. Và ông ấy mua đến mua trung bình thưa anh chị, ông ấy mua trung bình ấy. Ông mua cả đoạn này nhưng ông mua nhiều nhất ở giai đoạn này. Thì cái giá vốn trung bình của ông ấy PE trung bình của ông ấy bằng khoảng độ 14 lần. 14 lần. 13,5, 14 lần. Và bây giờ định giá PE của nó là 33 lần. Và kết quả tăng trưởng không ngừng và cổ tức ông nhận được liên tục. Đó. Vậy thì tóm lại, bài học rút ra trường hợp này là gì? Thì ấy phim nhận thấy rằng có 3 bài học rút ra. Thứ nhất là hãy lựa chọn cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh mạnh, có động lực để tăng trưởng trong tương lai. Với Apple, lợi thế cạnh tranh của nó thì khỏi phải nói rồi. Còn động lực tăng trưởng của nó đó chính là mảng service, mảng dịch vụ. Nó sẽ gắn chặt vừa gắn chặt tăng lợi thế cạnh tranh cho tập đoàn mà lại vừa tăng trưởng doanh thu lợi nhuận rất cao. Cái yếu tố thứ hai cần phải rút ra đó là cổ phiếu đó có cổ tức tiền mặt hoặc mua lại cổ phiếu quỹ lớn. Ví dụ như là vừa rồi là AZFIN cũng mua một cổ phiếu ở trên sàn chứng khoán Việt Nam, trả cổ tức tiền mặt trên giá lên đến 8,2%. 8,2%. Mà nó lại còn cứ mấy năm trước nó có tiền nó lại mua lại một đống cổ phiếu quỹ. Nó mua nhiều cổ phiếu quỹ nào mấy nghìn tỷ cổ phiếu quỹ, rất tốt và muốn để trả cổ tức tiền mặt cao mua lại cổ phiếu quỹ đồng thời vì nó nó phải kèm đó là ROE phải cao vì Đấy. sao ROE cao mà lại bắt nó sẽ trả cổ tức tiền mặt nó mua lại cổ phiếu quỹ bởi một ROE cao ấy thì khi lợi nhuận phải cực kỳ cao thì ROE mới cao mới tăng hoặc đó là nó phải trả bớt cổ tức khiến cho vốn chủ sở hữu xuống thì tự nhiên ROE lên cao. Đấy mà nó vẫn còn phải có tăng trưởng cơ. Từ lợi nhuận nó vẫn tăng trưởng mà ROE vẫn cao vẫn tăng cao. Cho thấy nó trả tiền ra ngoài rất nhiều. Và cuối cùng là định giá cổ phiếu phải hấp dẫn. Như trường hợp Apple ấy, ông mua có giai đoạn định giá bằng có 8 9 10. Trung bình mua có 14 với một cổ phiếu hàng đầu thế giới vẫn đang tăng trưởng. Anh chị nhìn vào FPT bây giờ anh chị thấy xem. PE FPT 30 lần trừ phúc lợi khen thưởng 28 lần, trừ phúc lợi khen thưởng PE của FPT là 30 lần. Mà nhiều anh chị vẫn bảo cực hấp dẫn. Trong khi FPT lợi nhuận được 300 triệu đô. Còn Apple lợi nhuận 100 tỷ đô tức là gấp 300 lần cái tập đoàn FPT. Tăng trưởng tốt, cổ tức cao, mọi thứ mạnh. Thế mà lúc đó, lúc đó lợi nhuận 50 tỷ đô thôi. Nhưng lúc đó lợi nhuận 50 tỷ đô thì FPT lợi nhuận lúc ấy được có trăm mấy chục tỷ đô thôi, Thế cũng gấp 30 lần. Thế mà PE của nó bằng có 8 đến 14 Có phải quá rẻ không ạ? Và khi gặp cơ hội như thế Rõ ràng tỷ phú Warren Buffett xuống tay rất mạnh Lên đến, đến 36 tỷ đô Là một điều cũng dễ hiểu Và thành quả ông nhận được là Trên 180 tỷ đô Gần 190 tỷ đô Giá trị đến bây giờ Thì trên đây chính là một cái bài học rất ý nghĩa Gửi đến quý vị nhà đầu tư tham khảo Thì chúc quý vị có những cái nội dung hữu ích Hãy để lại comment của quý vị Để chúng ta cùng trao đổi Xin chào và hẹn gặp lại